Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphard Computer. Ở video trước, mình đã gửi đến cho các bạn bài đánh giá về hai mẫu màn hình HP ZX24 và U2419H. Vậy thì ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến cho các bạn thêm một bài đánh giá chi tiết hơn về hai mẫu màn hình này. Đầu tiên là thử khả năng linh hoạt của hai mẫu màn hình thì mình thấy đều có sự tương đồng nhau. Cái mẫu màn hình này đều có thể xoay các tư thế một cách dễ dàng. Khi mình test bằng phần mềm Adobe Photoshop thì theo cảm nhận cá nhân của mình thì màn hình HP ZX24 có màu sắc phù hợp hơn so với mẫu màn hình U2419H. Về mặt cổng kết nối thì mình thấy HP khá là chu đáo khi vẫn trang bị cổng VGA dành cho các bạn dùng các thiết bị đời cũ. Như các bạn có thể thấy, mình đang làm việc trong môi trường ánh sáng rất là phức tạp thì hai mẫu màn hình đều có hiển thị rất tốt và không điều gì phải phàn nàn cả. Mức giá có lẽ là nhiều bạn băn khoăn nhất khi mẫu màn hình của HP ZX24 hấp dẫn hơn khá nhiều khi so với U2419H. Nếu là anh em thì anh em sẽ chọn mẫu màn hình nào? Đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.